Ok, hello mọi người, mình là Kim Bảy Tư đây. Thì hôm nay mình sẽ reaction một cái clip là mình bị cảm thấy mình nhục quá mọi người Cảm thấy mình nhục quá mọi người đã ý rồi còn bị troll ạ. thì mình sẽ reaction lại cái clip mà mình bị Phú và Na và Team Heavy troll nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào clip thôi. Rồi. Đồ ăn sáng đi. Đồ ăn sáng đi. Anh thôi, đi tặng em đi. Đặt cái gì đó anh nha. Anh thấy gì ngon thì đặt. Mai anh còn khuyến mãi xíu không? Ừ, anh cứ đặt đi. Mai còn khuyến mãi nha mọi người. Ok. Ok. Edit chưa? Tương gà sẽ mở nha. Ừ. Ok. Rồi. Tao ăn cơm không à, không ăn gà đâu mà. Anh edit mạnh thế. Mập như heo. Có người rồi, có người rồi. Mà cái pha này là pha Phú và Na diễn để chơi mình nha mọi người. Đấy mà ai nope. Diễn sâu thế nhở? Em có tiền để chuyện không? Có, anh nói đi. Nói, bố mày muốn nghe lắm rồi đấy. Anh chỉ muốn nói là anh thích em. Nhìn mặt mình kìa mọi người, nhìn mặt mình kìa. Nhìn mặt mình không? Rồi. Nhìn mặt mình kìa. Mọi người nhìn mặt mình kìa. Đúng là người không có tình cảm mọi người khi nhìn về những cái đoạn như thế này. Cảm thấy buồn. Tại sao lại đưa con người mình vào những cái cảnh như này? No. Thôi, có kìa, có kìa. Có kìa. Ôi. Nope. Em giỡn. Giỡn cái gì? Coi mặt tao kìa. Nè em giỡn mà. Ngon lắm. Đi một cái à. Phế cái đầu mày. Má. Đau tim, đau tim này mọi người, đau tim. Đau tim. Đùa cái quần quà, đùa vui không? Nghĩ ra cái trò này hay vậy? Nghĩ không, nghĩ đi, được lắm, vỗ tay. Sẽ có lúc tôi sẽ tôn lại các bạn. Cái gì? Không. Không. Ok, giờ kiếm ai cho nó giờ nhỉ? Để em có cách. Ok. Hey, yo, xin chào các bạn. Bọn mình là Team Heavy đây. Mình là Phú Đại. Là Nagame. Mình là Hades. Hey, hôm nay bọn mình sẽ có một phi. Ba con người này. Ba con người này. Hades, Phú, Na, nhớ mặt này. Nhớ mặt nha. Mình sẽ troll lại từng người. Mọi người muốn kiên troll như nào mọi người? Nhớ comment dưới clip này nha. Mình sẽ troll lại. Đó là tìm một cô người yêu thật là lực lớn để bảo vệ kiên. Ôi! Mọi người thấy giống Na không? Mọi người thấy giống Na không hả? Ôi! Không khác gì con Na đâu mọi người ạ! Thề luôn kìa! Na đây! Na! Na tương lai đây mọi người! Đây là Na tương lai đây! Nope! Các bạn hãy chờ xem người ấy là ai! Người ấy là ai nha! Ok! Trời 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 trời! Ai đít kìa! Ai mặt nồng lại lại! Trời ơi. Con gái mà đi cái tướng này hả? Con gái mà đi cái tướng này. Bí mật thì được bật mí hả? Hãy đợi xem nhá. Hiểu rồi đấy. Nope. À các bạn ạ, à, chắc clip này mình sẽ chôn kiên nhậu người. Trời đất ơi. Ác độc, ác độc. Trả thua. Kiếm Phú đã nha. Ủa? Anh nhớ dài vậy? Nó có trên phòng. Nó trên phòng mà. Có. Ủa cái bạn nữ ở đây đâu rồi? Ủa nãy mày ở đây mà. Bạn ở đâu? Bạn ở nào? Ủa thế em thử gọi Kiên xem, anh tìm không thấy. Anh gọi được không? Để em gọi nó. Gọi đi. Chắc đi đâu đó gì. Gọi thiệt luôn nha mọi người, gọi thiệt luôn đấy. Ngoài đây xem nào. Không trả lời. Không trả lời hả Tú? Nani. Dẹt rồi.
Giận luôn. Alo. Đang đâu vậy bạn? Đang đi siêu thị mua đồ ăn nên bỏ tức. Làm gì tức? Không á. Chơi giỡn thôi. Vui lắm không? Vui gần chết. Vui gần chết. Rồi tao cầu tao vui mà. Nó chờ chứ mày, mày có nghe câu mà cầu được ước thấy chưa? Bật. Mấy gì là hôm nay sẽ thể chứng minh được câu đó cho mày nghe. Về nhà ngay. Về nhà thôi, có. Mình nghe Phú nói xong khách mình về liền luôn rồi mọi người. Từ siêu thị cách nhà mình tầm vài phút. Mình đi về luôn. Tựa là có thật. Có gái. Cả làm bác. Nó cả làm luôn kìa. Đấy nha. Trông nàng nó đang có con người yêu trông được phết. Anh vừa nhìn nó xong. Như vậy? Trông cá đấy. Có gì thì đó. Anh làm vườn nha mọi người. Đây là anh làm vườn. Đó, kênh YouTube là Heavy Thắng Thép. Mọi người có thể đăng ký kênh để anh này hay quay vlog về đời sống lắm nha. Bây giờ anh ra ngoài mua anh trả. Mình không biết gì luôn ấy. Gì luôn ấy. Thề. Sao anh ngồi ở đây? Người ta đang ngồi đợi trên phòng anh đấy kìa. Phòng nào? Sao ai cũng nói hết nữa. Con gái cuộc đời tôi đây rồi. Nhưng mà thôi, đi mua sinh tố hay gì cho người ta uống đi. Thì chút lòng thành. Còn đúng nhỉ, may gặp anh nói em mới biết rồi còn không biết gì luôn. Đi nha. Mua xin tấm bơi cho một nha. Anh muốn gì nha? Không. Mọi người thấy không? Nghe gái cái mặt kinh ngơ luôn, ngu ngơ luôn. Ôi, sau 3 năm coi mặt kìa. A của mình đâu rồi? 3 năm. Ôi, không ngờ là có một người đợi mình ở trên phòng. Ui, giờ mình sẽ nghe lời Nam, mình sẽ đi mua cho một chút hoa quả, một chút nước. Một ly hoặc là một ít trái cây hoặc là một ly nước. Thế đấy Kiên nói lộn các mọi người, nó quớ ấy, kiểu như quớ ấy. Một chút hoa quả, một chút nước. Đó, xin tố. Để xem. Chắc chắn là cô gái ấy sẽ có thiện cảm với mình. Mình mong đợi người ấy lâu lắm rồi. Trời ơi. Mặt kìa. Chú cha mà ơi. Mình đang chờ xin tố dâu nha mọi người. Đấy. Một ly nó. Theo lời của chủ quán là lấy xin tố dâu thì mình sẽ lấy xin tố dâu. Nice. Mình hỏi cái chú đó trước nha, vì chú ấy có vợ rồi. Chú ấy có vợ rồi. Mặt nhăm hiểu mọi người. Mình đang chờ làm nha mọi người. Không biết cú này có làm được gì không? Cú này có làm được gì không? Cái mặt kìa. Cái miệng kìa. Nhăm hiểu. Khóa cửa luôn. Hadad làm gì người yêu Kiên vậy? Hadad làm gì người yêu Kiên? Bực mình. Hello motherfucker. Người em đâu? Bạn gái em đâu? Mua gì đây? Mua nước cho bạn gái. Từ ra. Mọi người à, mua nước xong là lát nữa gặp bạn gái là Hadad uống hết cả 2 ly luôn mọi người à. Mình không tin được. Vậy mình thay áo quần xong lại, nước đâu Hadad? Hết uống rồi. Damn! Không tin được, bóc phốt Hadad. Mày ăn mặc thế này đi gặp bạn gái á. Đâu? Nhìn như trẻ trâu á. Trẻ trâu cái đầu anh, trẻ trâu. Thôi, đi sang phòng Phú xem có đồ gì thay đi. Rồi tóc tai sửa soạn lại tí. Nhanh. Đi gặp gái thì phải mang đồ đẹp hả? Đúng rồi. Đi gặp gái phải mang đồ đẹp hả? Hỏi luôn. Nghe thơ không mọi người? Nghe thơ không? Cho anh, cho anh vào đây mượn sơ mi áo quần của Phú. Để cho anh mặc để tán bạn gái bên kia. Đây là lần đầu tiên anh không biết gì hết. Thế hả? Anh ngồi xuống đây đi. Để em đi lấy đồ cho. Nên mặc đồ gì? Trời ơi. Mẹ ơi, áo sơ mi được không? Được chứ. Trời ơi, ngồi xuống đây. Xoái ca sơ mi trắng cứ làm em lo lắng nè. Úi trời ơi, vui tươi quá mà. Và lát nữa sẽ bị chết mọi người. Đây, anh mặc bộ này đi. Ủa? Đồ. Đây, bộ này. À, Phú à? Ừ, chị đó auto đổ luôn. Auto đổ luôn. Anh mặc bộ này, chị đó auto đổ. Ok, thay thôi mọi người. A few moments later. Mọi người xem kia xuất hiện ra này, xem kia này. Đẹp trai em thì người có nhiều. Trời ơi. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy Kiên mang áo sơ mi và quần lên thấy sao? Giống đi ăn đám cưới không mọi người? Nhưng Kiên thì hơi xấu. Nên mặc thì lên, mang lên thì cũng được mà, nhưng Kiên thì hơi xấu nha mọi người. Mọi người thông cảm. Ui. Có nhiều người yêu. Đồ. Đu, đây rồi, nữa Kiên đây rồi. Không còn là Kiên áo quần đùi nữa.
Được rồi. Vào đi, xoay đi, người yêu này đang chờ. Hưng phấn lắm rồi. Hưng phấn lắm rồi. Vào gặp rồi. Trời ơi, I love you. Ừ, ai đấy kìa, tôi toang rồi. Như thế này. Sao? Bạn gì ơi? Bạn ơi, bạn gì ơi nha. Ghen không nhớ lầm. À, đây, đây, đây. Tính ra là ly, cái ly đó là ly nước, nhưng thành là gói oxy cho mọi người. Hai đất. Mọi người trị tôi, hai đất cho kia. Bạn ơi. Bạn gì ơi? Má đông tròn. Mình chửi luôn nha mọi người, mình chửi luôn. À, nó lăn bệt ra luôn thật. Tròn phát lại lỗ hàng. Kìa. Tụ họp ba người kia luôn, những người trôn mình luôn. Toàn. Vậy thì đành thôi. Forever. Nói chung thì video tới đây thôi. Mọi người xem thì mọi người hãy nhớ đăng ký cho bật chuông thông báo lên. Trời ơi. Con gái đây sao? Hãy nhớ nhấn like cho video. Ok. Bây giờ thì mình đã cười được rồi nha mọi người. Bây giờ nó dặn rồi. Mình sẽ trả thù. Tao ế không cho tao ế luôn đi. Để em bế cho được chứ. Ôi nó bế. Ôi ôi. Không ngờ có cảnh này lên luôn. Ok mọi người à. Clip của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Buồn không mọi người? Khi mà mình đã ế rồi mọi người cứ trong team IV biết ấy, cứ chạm tới nỗi đau của kia. Thật luôn ấy. Cứ tưởng là giới thiệu cho một cô gái thật. Nhưng không ngờ. À, rồi, ok, kênh đã reaction xong clip đấy nha mọi người. Clip đấy mình xem trong thì hơi buồn. Và mọi người nhớ like và subscribe, đăng ký kênh của mình. Và bật chuông thông báo mỗi khi kênh ra video mới nhé. Và mọi người đừng quên là đăng ký kênh Heavy và comment dưới những thử thách gì cho team Heavy và thử thách gì cho Kiên. Để Kiên có thể troll lại ba người kia, bốn người kia nha mọi người. Đó, và mọi người ơi, vừa rồi thì cũng có dịch virus corona hay là dịch Covid-19 ấy. Mọi người nhớ ra đường nhớ bịt khẩu trang lại nhá, nhớ đeo khẩu trang vào. Và không thì nếu mà mọi người ở nhà thì nếu mà buồn thì có thể lên kênh Heavy hoặc lên kênh Heavy K74. Đó, xem nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nhá.